Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi livestream ngày hôm nay. Và buổi tập trước chúng ta đã tập aerobic, thì hôm nay AIA Việt Nam cùng với Fit Plus Center sẽ cùng đưa mọi người đến với bài tập yoga mẹ và bé. Các mẹ hãy cùng tập yoga với bé để tạo thói quen cho các con của mình ở nhà cùng tập luyện nhé. Nào, không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu buổi tập ngay thôi. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài tập. Thì khi mình bắt đầu nè, hãy cùng nhích cái mông để giữ cột sống thật thẳng. Và ngồi cái đế là mông sẽ giữ ở sàn. Rồi chúng ta hãy cùng nhìn qua em bé của mình, chỉnh cho cột sống bé thật thẳng. Bắt đầu với 3 nhịp hít thở, vươn tay của mình lên nè. Hít thật sâu, thở ra xuống, cam đưa xuống nhẹ nhàng. Vươn lên, hít vào, xuống, thở ra. Thêm một lần nữa, hít vào, tay vươn lên, rồi xuống, hạ tay, chậm rãi êm êm, thả lỏng vùng vai cổ, hai tay đặt ở gối, rồi thả lỏng bả vai ra. Bắt đầu, tay của chúng ta nè, con nhìn cô ha, tay đặt gối, đẩy lòng ngực, vươn cằm mình lên, hít vào, cuộn lưng, thở ra, co lưng hoàn toàn, thẳng lưng, hít vào, đẩy ngực vươn cằm, cuộn lưng, thở ra, mắt nhìn về rúng nè, thẳng cánh tay ra, hít vào lên, bung ngực vươn cằm, cuộn lưng, thở chầm chầm êm êm. Một lần nữa, hít vào, thẳng lên, hướng cằm lên, rồi co lưng, thở ra, thở ra hết, rồi thả lỏng hai tay mình đặt lên vai, thư giãn hai vai của mình nè. Kéo chỏ lên, hít vào, xoay tròn vai, xuống, thở ra, lên, hít vào, thở. Lần 3, hít vào, thở ra. Thêm một lần nữa, xoay tròn. Lần cuối, rồi thở ra. Hai tay đặt ở gối. Nào, tay chúng ta nắm ở gối, lưng thẳng lên. Cùng nhau đi vào hít thở ong. Với bài hít thở này, khi mình hít, chúng ta vẫn sử dụng mũi, hít vào và thở ra, tay mình đặt ở mang tai nè. Và ra thật dài. Ha, con nhớ không? Rồi, cùng hướng về, tạo động lực cho các bạn nào. Cố lên, hai tay đặt ở tai, hít vào, thở. Lần hai, hít vào, thở ra. Hít sâu, thở ra. Kéo dài hơi nhất có thể. Và khi không thở được nữa, mình lại hít vào, thở ra. Rồi thư giãn, hai tay đặt về gối trở lại. Rồi cùng nhau áp lưng lại, chúng ta đi vào hít thở bụng. Rồi lưng con áp chặt vào lưng của cô nè. Rồi nhích phần hông ha, hai tay mình gài lại. Ngồi như thế này sẽ hạn chế được phần gù lưng của bé trong quá trình hít thở. Các mẹ cố gắng trong quá trình mình tập, hãy quan sát bé để luôn luôn chỉnh cho bé tư thế ngồi đúng nhất là thẳng lưng và vai không bị rụt vào trong nhé. Rồi hai tay mình đặt gối, ngón cái ngón trỏ chạm nhau, vai thả lỏng ra, mắt nhắm hờ lại. Rồi chậm rãi thở, đưa rúng vào trong, thóp bụng dần lại. Hít vào thật sâu, căng ngực căng bụng lên, căng phồng như quả bong bóng. Và thở ra, hạ ngực xẹp bụng, đưa khí ra ngoài qua mũi. Hít vào thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Thêm một nhịp nữa, hít vào, chậm rãi thở ra, thư giãn hoàn toàn. Rồi vẫn giữ cột sống thẳng,
hướng mắt nhìn về trước, hai tay sang ngang, căng tay hít vào, nghiêng người qua phải thở ra. Mắt nhìn lên trần nhà, nghiêng trên một mặt phẳng. Về giữa hít vào, nghiêng trái thở. Hít vào về giữa, phải thở ra. Về giữa hít sâu, trái thở. Một lần nữa về giữa, nghiêng phải thở ra. Chúng ta giữ lại ở đây 3 nhịp thở. Mỗi lần hít vào cố gắng rướn căng tay và không nhấc mông lên. 3, 2, 1, về giữa, hít vào, nghiêng về trái, thở, giữ lại. 3, 2, 1, hai tay cùng vươn thẳng lên, hít vào, rồi hai tay vươn, vặn sang phải, thở ra. Đúng rồi, gối ấn xuống, tách vai ra, tay vươn lên, hít vào, vặn trái, thở. Về giữa, hít vào, vặn thở ra. Đúng rồi, bụng thấp dần lại. Hít vào, vươn căng tay, vặn thở. Rất tốt, thêm một lần nữa, hít vào, vặn giữ lại. Rồi chúng ta giữ lại ở đây, hít thở. Tay mẹ nè, dịnh vào gối của bé và vặn. Tay bé dịnh vào mẹ để giữ, giữ thăng bằng lại. Rồi chúng ta cùng nhau hít thở ở đây. Lưng của mẹ khi áp vào sẽ cảm nhận được bé hít thở có đúng hay không, và có đang hít thở hay nín thở. Rồi quan sát bé và quan sát hơi thở của chính mình. 3, 2, 1, về giữa, hít vào, đổi bên, thở ra. Vai tắt nhẹ, giữ lại. 3, 2, 1, về giữa, hít vào, rơi hạ tay xuống, thở ra. Tay mẹ và bé móc vào nhau, đây là phần các bé thích nhất. Chúng ta ấn chặt cái mông xuống, rồi gập dài về trước và nhấc hông của bé lên. Có thể cho bé duỗi hai chân ra để thoải mái nhất. Rồi về giữa, hít vào, mẹ mở ngực ra, bé gập về phía trước, thở. Thẳng về giữa, hít, gập thở ra, con duỗi thẳng ra, đẩy lồng ngực ra, thoải mái không? Duỗi về giữa, hít vào, thở ra, bung lồng ngực hướng cằm. Mẹ cũng cảm nhận dễ chịu trong tư thế này. Thêm một lần nữa, hít vào, gập thở ra. Rồi cho bé ở trên lưng của mình thật lâu với 3 nhịp thở. Vai mẹ thả lỏng ra. 3, 2, 1, rồi tách hai chỏ tay vươn lên, hít vào, thở ra, hạ tay xuống. Rồi chúng ta cùng xoay mặt lại với nhau nè, về tư thế con bò con mèo. Điều chỉnh lại cho tay mở rộng bằng vai, gối mở rộng bằng hông, chân con tách ra, mở rộng bằng hông nè. Rồi bám chặt 10 đầu ngón chân xuống. Đúng rồi, tay con về đây, giữ cho tay của bé ở dưới vai của mình. Trong tư thế này, mẹ và bé có thể giao tiếp với nhau qua ánh mắt. Nào, cuộn lưng thở ra. Hít vào. Meo meo. Rồi thở ra, cuộn. Hít vào, lên. Thở ra. Co lưng, mắt nhìn về rúng. Hít vào, đầu lên, vai lên, ngực lên. Cuộn lưng, thở ra. Cao lưng tối đa, thêm một lần nữa. Hít vào, rồi cuộn lưng, thở. Cao lưng lên và giữ lại ở đây. Mắt mình nhìn về rúng nè. Giữ lưng thật cao. 3, thẳng cánh tay ra. Và 1, đưa lưng trở về lại. Rồi giữ chắc tay nè, đẩy hông lên, chó ốc mặt. Đúng rồi, tư thế chó ốc mặt. Bước chân con lên một tí nè, cố gắng giữ cho chân bé thật thẳng, duỗi giãn cái nhượng chân ra, chân phải đá lên, đá chân thật cao lên, không để lệch mông. Bước lên về cạnh tay, rồi gối hạ xuống,
tay vương hít vào, thẳng lưng lên, rồi gài khuỷu về gối. Con xoay về bên đây. Đúng rồi, mắt nhìn lên. Rất tốt, giữ lại. Trong tư thế này chúng ta quan sát mẹ cũng vậy. Và bé cho chân vuông góc nè, kéo cái chỏ tay mình lên, mắt con nhìn lên chân nhà. Đúng rồi, giữ lại ở đây. Hít thở đều và sâu, vẫn hít thở bằng mũi. Với bài tập này, phần xoắn xếp bụng và đưa khí về ngực, về bụng sẽ massage nhu động ruột, tốt cho hệ tiêu hóa. Rồi hạ tay trái của mình xuống, tay con hạ. Vươn tay lên, mắt nhìn lên theo tay. Hít thở. 3, 2, 1, rồi hạ tay mình xuống. Bước chân trở về lại, thở ra. Đúng rồi, áp chặt bàn tay, thư giãn vai ra. Rồi hướng mắt lên nhìn nhau nè. Rồi mắt con nhìn lên, thở thật mạnh. Ép vai sâu xuống. Một lần nữa hít vào, hướng cằm lên. Thở ra, đẩy hông cào. Rồi chân phải chống chân trái đá lên. Chúng ta đổi bên. Bước lên về cạnh tay, gối phải hạ xuống. Rồi gối mình hạ nè. Coi chân đã vuông góc chưa? Tay vươn lên, hít vào. Gài khủy phải gối trái. Rồi con ngược lại, xoay qua bên đây. Mắt nhìn lên nào. Rồi giữ lại ở đây, hít thở ha. Rồi mắt nhìn trần nhà điều khí. 3, 2 và 1, thở ra. Tay mình hạ xuống. Rồi đổi bên, vươn tay lên, mắt nhìn lên theo tay. Cố gắng chúng ta điều chỉnh một cách tốt nhất là tay trên một đường thẳng, giữ căng lên. 3, 2, 1, rồi trở về. Bước chân ra sau, chó ấp mặt trở lại. Rồi hạ gối. Gối chúng ta hạ xuống nè. Rồi con nằm xuống về rắn hổ mạn. Úp xuống nè. Vươn lên, hít vào. Đúng rồi, thở hạ xuống. Hai chân chúng ta áp sát vào với nhau, mũi chân duỗi ra. Vươn lên, hít vào. Với vai như thế này, các mẹ quan sát nè, vai của bé rất là dễ bị rụt. Chúng ta nhẹ nhàng chỉnh sửa, hai tay đặt ở vai của bé và tách ra, rất là đơn giản. Và vươn cằm của bé lên ha. Rồi xuống, thở ra, con hạ xuống trở lại nè. Rồi hít vào, vươn lên. Vai tách ra. Đúng rồi, hạ xuống, thở. Thêm một lần nữa ha. Nào, xuống. Rồi lên, hít vào. Vươn căng lên luôn, duỗi mũi chân ra. Vai tách ra. Rồi mắt nhìn lên, giữ lại. 3, 2, 1, đẩy hông lên trở lại. Chó ấp mặt. Rồi vai thả lỏng, gối thả lỏng ra. Nhẹ nhàng hạ hai gối của mình xuống. Rồi chúng ta xoay hông vào nhau nè, về tư thế cánh cổng. Nè, hông áp sát lại với nhau luôn. Đúng rồi. Rồi duỗi cái chân bên ngoài ra, hướng mũi chân chết 45 độ và áp chặt bàn chân của mình xuống. Vươn thẳng tay lên, hít. Nghiêng thở ra, nghiêng qua trên một mặt phẳng, mắt nhìn lên trần nhà. Rồi về giữa, hít vào. Nghiêng thở ra. Thêm một lần nữa, hít vào. Rồi nghiêng. Căng ở đây và giữ lại. Đúng rồi, mắt con nhìn lên ạ. 3, 2, rồi 1, hai tay thẳng lên. Hạ tay xuống, thở. Rồi xuống. Đổi bên nào, chúng ta cùng xoay lại với nhau. Duỗi chân còn lại. Chân còn. Đúng rồi, áp chặt bàn chân. Rồi hai tay vươn, hít vào. Nghiêng thở ra. Căng tối đa. Về giữa, hít vào, tay lên. Rồi nghiêng. Đúng rồi. Lần cuối hít vào, tay lên.
Rồi thở. Giữ lại. Rất giỏi. Căng tay. 3 2 1 Rồi hai tay vươn lên. Hít vào. Thở ra. Rồi con đưa gối về nè. Chúng ta cùng vào tư thế lạc đà ha. Cao gót chân mình lên. Rồi trong tư thế này, các mẹ có thể duỗi hai chân của mình ra nếu như lưng tốt. Còn chưa được, mạnh dạn cao gót chân lên. Rồi cao gót ha. Đúng rồi, tay con hạ về. Nào, cố gắng đẩy lòng ngực của mình lên. Mắt nhìn lên, mắt nhìn lên. Rồi thở ra. Tay vươn lên, hít vào. Rồi xuống thả lỏng. Được không? Rồi một lần nữa hạ. Tay vươn lên nè, hít vào. Rồi tay phải đặt gót. Tay trái vòng qua đặt về chân còn lại. Đẩy lòng ngực của mình lên, mắt nhìn lên. Đúng rồi, giữ ở đây. 3 2 1 Rồi tay vươn lên, hít vào. Rồi thở ra. Mình ngồi về trên gót chân nè. Rồi tiếp theo là tư thế thăng bằng. Hai mẹ con cùng nhau đứng lên nè. Xoay người về nhau. Áp chặt cái hông. Hai chân sát lại ha. Rồi chân bên ngoài chúng ta đặt lên. Áp sát vào đùi bên trong. Rồi không sao hết, con tì cái hông vào cô. Rồi vươn hai tay chắp vào ngực nè. Rồi hít vào, tay lên. Đúng rồi. Gối chúng ta cố gắng mở ra. Rồi mẹ có thể đứng ở đây giữ cho bé thăng bằng. Rồi áp chặt chân. Vươn tay của mình lên. Rồi hít thở ha. Căng tay lên. Đúng rồi con, giữ lại. Mắt nhìn về phía trước. Chúng ta quan sát nhìn một điểm, cảm thấy an toàn. Giữ lại và hít thở. 3 2 1 Rồi nhẹ nhàng hạ, thở ra. Rồi cùng nhau đổi bên, chân còn lại. Áp chặt cái hông lại gần nhau. Rồi tay chắp trước ngực. Đúng rồi. Ha. Rồi hít vào, tay lên. Vươn tay. Giữ thăng bằng ở đây, gối tách ra. 3 2 và 1 Hạ tay của mình xuống. Chậm. Rồi thả lỏng, thở ra. Hạ. Rồi bắt đầu chúng ta ngồi xuống trở lại nè. Rồi, hai tay bắt đầu duỗi gập ra về tư thế thư giãn. Hạ nhẹ cái vai của mình xuống, chỏ tay chạm thảm. Thư giãn từ cổ, vai và đỉnh đầu ra. Với tư thế thư giãn này, chúng ta làm sao để mình cảm thấy thật sự thoải mái nhất và giữ lại ở đó. 3 2 1 Rồi thả lỏng. Áp chặt bàn tay của mình và nhẹ nhàng lướt lên từ tư thế này luôn. Chúng ta chuyển để trở về rắn hổ mang. Lướt lên ạ. Đẩy người lên. Đúng rồi. Thở ra. Nhẹ nhàng hạ xuống. Chúng ta đưa chân nè. Con đưa lên. Tay nắm ở cổ chân của mình. Rồi bung lên. Về cung. Cánh cung. Rồi xuống. Thở ra. Được không? Thả lỏng ra. Thư giãn vai nè. Lên, hít vào. Xuống, thở. Chạm chạm xuống luôn để cổ không bị gồng. Lần 3, lên, hít vào. Thở ra. Thêm một lần nữa nè. Hít vào, vươn lên. Giao tiếp bằng ánh mắt. Cao lên nữa, giữ lại. Đúng rồi, con giữ lại ở đó ha. Hít sâu nè, vươn lên. Bung lòng ngực của mình lên. Đúng rồi, rất tốt. Lên nữa. Ha. Giỏi. Rồi xuống, thở ra, trả lưng nè. Gập. Duỗi lưng ra. Gối con đưa lên đây nè, để không bị đau. Duỗi lưng ra. Đúng rồi. Với những tư thế backbend thì chúng ta cần trả lưng lại trong mỗi tư thế khi trở về ha. Rồi vươn lên lại, trở về rắn toàn diện luôn. Co hai chân của mình lên. Rồi, nhấc nhấc phần hông nè. Hướng đầu về chân.
Mình chưa tới thì không sao hết, cứ hướng, hướng. Mỗi ngày mình tập luyện, rồi cũng có đến một ngày chân sẽ chạm đầu ha, thở ra về em bé. Thêm một lần nữa, hít vào lướt lên. Rồi co hai chân lên, về đầu. Gần được rồi, giữ lại nè. Con hạ cái bụng xuống luôn, hạ cái bụng xuống luôn. Hạ tay, tay, tay nhả ra bước lên đây. Rồi, co chân nè. Đúng rồi, 3, 2 và 1. Trở về em bé lại chả lưng. Rồi. Rồi, cho con về nè. Mình ngồi xuống ha. Bắt đầu, hai chân chúng ta chạm vào nhau. Nè, đưa chân về cô. Chân mình ịnh lại. Tay đâu? Đúng rồi, phải co gần lại. Phải con duỗi thẳng chân ra được và thăng bằng ha. Chân lên nè. Căng chân mình lên. Đẩy lên nữa. Đẩy lên nữa. Hồng, trượt tay mất rồi. Nào. Bước gần lại. Mình bước gần lại. Rồi, duỗi thẳng chân lên. Rồi, chân kia lên, thăng bằng nè. Đúng rồi, giữ lại. 3 2 1 rồi xuống. Thở ra. Rồi, thư giãn. Hai tay mình ôm lấy gối. Thôi thả lỏng. Hai mẹ con có thể quay đầu lại với nhau. Thực hiện tư thế cây cầu ha. Rồi, hai chân nè, áp chặt xuống. Hai bàn tay áp xuống sàn và ấn cái vai. Rồi, hông mình nâng lên, hít vào. Xuống, thở ra. Hông lên, hít vào. Xuống, thở. Nè, chân con áp xuống. Rồi, đẩy ngực lên, hông lên. Xuống, thở ra. Nè, mắt con nhìn về rúng khi nâng hông lên. Ha, hít vào. Xuống, thở ra. Thêm một lần nữa. Giữ lại. Bàn chân áp xuống nè. Bàn chân của mình không có nhấc cái mũi lên. Mà luôn luôn áp chặt dưới sàn. Tay cũng vậy. Rồi, giữ. Ai giữ lâu hơn nè. Nâng hông lên. 3. 2 và 1 xuống. Rồi khi xuống phải chả lưng bằng cách ôm gối. Đúng rồi, hít thở. Rồi, thả lỏng ra. Rồi bây giờ mình cùng thực hiện tư thế bánh xe luôn. Với các bé mới bắt đầu thì tư thế bánh xe này có thể là hơi nâng cao. Thì chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày cái bài tập này. Đến khi cảm nhận bé có thể có khả năng lên tư thế bánh xe thì các mẹ cùng thực hiện ha. Rồi, nâng hông lên. Với tư thế bánh xe này, chúng ta sẽ thực hiện qua 3 bước. Bước 1, nâng hông của mình lên. Rồi, bước 2, đẩy vai lên để đặt đỉnh đầu xuống. Lúc này, sẽ có 5 điểm đặt ở sàn là hai bàn tay, hai bàn chân và đầu. Khi tay bé khỏe, có thể nâng luôn cái đầu lên về tư thế bánh xe. Rồi, hít thở. 3, 2, 1 và xuống. Tương tự như vậy, đầu hạ xuống.
rồi đổ người về và chúng ta chả lưng. Chả lưng nè. Rồi hít thở, con nâng đầu lên chạm gối luôn. Giỏi, 3, 2 và 1, thở ra. Rồi chúng ta duỗi lưng về, về tư thế sát chết Savasana ha. Rồi con nằm về thư giãn nè. Rồi chúng ta cùng nhau thực hiện tư thế sát chết Savasana. Với tư thế này, cố gắng cả mẹ và bé chúng ta nằm gọn trong thảm luôn và không để bộ phận nào rơi ra ngoài khỏi thảm. Thả lỏng từ chân, hai gối, khớp hông và hai tay mình thả lỏng ra. Rồi chúng ta nhắm hờ đôi mắt lại và nghe tiếng nhạc, tiếng thư giãn và âm thanh của hơi thở. Chúng ta thả lỏng hoàn toàn trong tư thế này thì khi cơ thể của chúng ta thư giãn, tâm trí thư giãn là lúc cơ chế tự phục hồi trong cơ thể sẽ bắt đầu hoạt động. Chúng ta có thể nằm ở đây từ 30 giây cho đến 1 phút, rồi sau đó rung lắc nhẹ tay chân. Vươn căng tay và chân của mình nè, duỗi căng. Rồi thở ra. Nhẹ nhàng chống người nâng ngồi dậy. Rồi ta ngồi dậy và cùng nhau xả cơ để kết thúc bài tập ha. Rồi mình vô cái tay cho đều, là mình vô cái tay cho đều. A i a là mình vô cái tay cho đều. Mình vô cái tay cho đều, là mình vô cái tay cho đều. A i a là mình vô cái tay cho đều. Lên vai, mình vô cái vai cho đều, là mình vô cái vai cho đều. A i a là mình vô cái vai cho đều. Đấm lưng, mình đấm cái lưng cho đều, là mình đấm cái lưng cho đều. A i a là mình đấm cái lưng cho đều. Vỗ chân nào, mình vỗ cái chân cho đều, là mình vỗ cái chân cho đều. A i a là mình vỗ cái chân cho đều. Rồi hai tay chắp lại và cúi đầu chào nhau. Namaste. Các bạn hãy cùng theo dõi fanpage của II Việt Nam và Fit Plus Center để đón xem buổi tập yoga tiếp theo nhé. No dream, no problem, tập ở nhà vui lắm mà.